chơihay.vn, số 1 về phụ kiện điện thoại. Mua phụ kiện điện thoại an tâm nhất đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Và trên tay mình đang là chiếc Vsmart Lite 4. Và bây giờ thì mình sẽ gửi đến các bạn các bài test game ở trên sản phẩm này. Điểm qua một chút về thông số cấu hình ấy, thì chiếc Vsmart Lite 4 này nó sẽ được trang bị con chip, đó chính là Snapdragon 675, đi kèm với dung RAM phiên bản mình có đây là 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem cái điểm số AnTuTu nhá của chiếc Vsmart Lite 4. Nó đạt được cho chúng ta đó chính là 224.000 điểm. Điểm CPU đạt được là 92.000 và điểm GPU đạt được là 35.000, với nhân GPU là Areno 612. Đó. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào bài test game. Từ game đầu tiên đó chính là PUBG Mobile. Và đây thì mình đã vào sẵn rồi, đây thì mình sẽ cho các bạn xem cái phần đồ họa. Nó có thể đạt được ở mức đồ họa cao nhất là HD và tốc độ khung hình là cao. Còn nếu như mà các bạn giảm xuống mức đồ họa là mượt đi thì các bạn có thể đẩy lên mức tốc độ khung hình là cực cao, có thể chơi được ở mức là 40fps. Thì đây mình sẽ chơi ở max thử lần đầu tiên xem sao nhé. Tiếp theo thì nó có thể bật được tính năng khử răng cưa này. Tiếp theo mình sẽ tắt cái tính năng tự điều chỉnh đồ họa đi. Đó. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào bắn một trận nhé. Ok, mình đã vào bên trong sảnh chờ. Và bây giờ hiện tại thì mình sẽ test pin luôn. Mức pin của nó đang là 59%. Và bây giờ đang là 8:21. Mình sẽ test thử trong vòng 10 phút chơi PUBG này nó sẽ tụt đi bao nhiêu phần trăm pin nhé. Ok, mình sẽ nhảy xuống khu vực đền thờ luôn đi. Và khi mà mình nhảy từ máy bay xuống này thì nó vẫn rất là mượt. Và nếu như mà các bạn chơi ở mức đồ họa cực, đồ họa cao ấy thì các bạn chỉ chơi tầm khoảng trên 30fps thôi. Lúc bung dù ra thì hơi drop FPS nhẹ một chút. Súng rồi, có súng rồi, có súng rồi, có súng rồi. Ô, lại không có ai nhảy đây à? Các bạn nào có biết giải đố này không? Lần lượt thắp sáng. Không mở.
không có ai ra khu bot này luôn, à khu đền này luôn. Và mình chơi ở cái mức đồ họa là cao như này thì đôi lúc nó cũng hơi bị khựng và drop FPS nhẹ một chút. Mình sẽ xuống khu dân cư này xem sao nào. Ở chết sao lại có ấy nhỉ? Tại sao cái tiếng của AK nó lại nghe nó khó chịu thế nhỉ? Hay là do loa ngoài của sản phẩm này hay chăng? Ui, mình nghĩ là do cái loa ngoài của sản phẩm này rồi. Ờ. Thật sự loa chán thật. Nghe tiếng game cứ như là bị... Trúng không? Một viên vào đầu. Ôi, nó đi rồi. Nhưng mà rất là buồn cười với cái loa ngoài của sản phẩm này. Nghe giống như kiểu là bị bịt mũi ấy. What the fuck? Mình sẽ lấy con xe này để đi vào bo luôn này. Vừa nãy có con bot hay là người nhỉ? Đấy, khu này nó chạy đâu rồi? Tại thì máy nó đang ấn nhẹ lên một chút rồi. Chết cha.
lo ngoài của nó thì chán cực kỳ luôn. Giờ mình có điểm chê ở trên con này rồi đấy. Mình sẽ thử giảm cái mức đồ họa xuống dưới mức thấp nhất để đẩy lên tốc độ của mình lên cực cao để xem nó có mượt hơn chút nào. Hiện tại thì mình đã giảm xuống cái mức đồ họa xuống mượt thì nó mượt hơn luôn các bạn ạ. Thì các bạn có thể chơi được ở mức là 40fps mà. Nhưng mà hiện tại thì máy nó chỉ ấm nhẹ lên một chút thôi. Không nóng khó chịu như kiểu là chiếc Bphone B86 ấy. Còn chiếc Bphone B86 nó cực kỳ nóng luôn. Mình mà chơi PUBG một lúc thì thôi rồi, bỏng tay. Đó, nói chung là đồ họa thì hiện lên ok. Ui. Con khều đâu vậy? Boss giờ mới cập nhật bắn đau thế. Ok, hiện tại thì mình đã chơi được khoảng 15 phút rồi và nó tụt từ 59 xuống còn 53% pin, nghĩa là tụt 6% pin trong vòng 15 phút mình chơi PUBG. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tựa game Liên Quân nhá. Và nhận xét qua một chút về cái tựa game PUBG khi mà chơi trên sản phẩm này thì nó thể hiện đồ họa khá là ok. Con chip 675 thì nó cũng chỉ thể hiện được như này thôi, không hơn không kém được. Tuy nhiên thì có một cái ưu điểm đó chính là nó không bị nóng. Thứ nhất là một phần là nó do nó được làm từ nhựa, dẫn truyền nhiệt của nó không tốt bằng kính và kim loại so với chiếc Bphone B86. Nhưng mà như vậy là ok rồi. Nhiệt độ như vậy mình đánh giá là ok. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game Liên Quân Mobile nhé. Ok, và mình đã chuyển sang cái tựa game Liên Quân Mobile. Bây giờ thì mình sẽ cho bạn xem phần đồ họa thể hiện được thì và phần họa chung nó có thể bật được FPS cao này, độ phân giải HD để lên mức được siêu cao. Chất lượng hình ảnh thì chỉ ở mức là cao thôi, còn chất lượng chi tiết cũng ở mức cao. Đó, bây giờ thì mình sẽ vào thử chơi một trận nhá. Ok, mình đã vào bên trong trận đấu. Bây giờ thì mình sẽ đi đường C ra. Nói chung là FPS nó lock ở 60 rồi nên là trải nghiệm rất là mượt, để xem là nó ổn định hay nó drop FPS như thế nào thôi. Mình cảm giác là loa ngoài của con này nó không có bát.
Nó chỉ có check thôi, không có bát, không có một tí bát nào cả. Nào, đứng lại solo đã. Bạn có không, bạn ấy chạy rồi. Nghe không có bát, nghe thực sự là chối luôn. Âm thanh là ngoài chán thực sự. Nổ không đập cũng đau đấy. Định gian à? Máu, chưa gì đã chạy. Ui, chết rồi. Ôi. Bạn này vào đây là vào làm gì vậy? Hi. Is there anyone out there? An ally has been defeated. Enemy double kill. Con này con gì đấy, tướng mới à? Ừ, ok. Vừa nãy bạn cắn mình trộm được một phát. Mình lên lại đồ vẫn à. Thôi lên cái giày đã. Ui, hai đứa lại quên mình. Con tướng mới này tướng gì nhỉ? Zata là con nào ấy? Thực sự là bây giờ rất nhiều tướng mới, không biết là tướng nào là tướng nào. Con đấy là đồ gì? Phép à?
Ồ, trận này team mình không ai đi rừng à? Ôi, cái thằng đi rừng đây mà chết suốt như này. Đi rừng cái gì? Chết rồi, trận này thua chắc rồi. Đồ không có. Ủa. Thôi chịu. Đó, các bạn thấy lúc combat thì FPS của nó vẫn dao động mức là 60, rất là ổn định. Đó, không bị tụt FPS. Và đó là cái hiệu năng chơi game của mình. Chắc là mình chơi được tầm khoảng là từ lúc 8:21 cho tới 8:48 thì gần 30 phút rồi. Thì nó tụt pin từ 59 xuống còn 49%, là 10% pin. Với pin 5000 mAh của chiếc máy này thì các bạn có thể chơi được thoải mái. Tuy nhiên có một nhược điểm, đó chính là cái loa ngoài của nó chán quá các bạn ạ. Chưa bao giờ mình thấy một cái loa ngoài của chiếc smartphone nào nó chán như chiếc máy này, nó không có bass luôn. Nghe nó cứ tẹt, nghe rất là khó chịu. Đó. Ok, các bạn nghĩ sao về hiệu năng chơi game của chiếc Vsmart Lite 4 với chiếc Snapdragon 675 nhé. Xin mời hãy lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.